Đại ca, bà là ai? Tả hộ pháp Bạch Liên Giáo Hồng Diễm. Các vị chạy mau, đa tạ nữ hiệp cứu mạng. Đi đi đi. Chú Quý Đệ, chú Quý Đệ. Đại ca, tiểu đệ để e rằng không được nữa. Quý Đệ, đuổi theo bên đây nè. Bọn chúng đang đuổi theo. Hai người mau đi, đi mau đi. Đuổi theo đi. Tất cả mau thoát đi, nhanh lên. Mau đi đi. Thoát đi tất cả, thiếp không đi, tất cả. Đi mau đi. Không, tất cả. Đi. Không, tất cả, đừng bỏ rơi thiếp mà. Tất cả, thiếp không đi đâu. Đi mau. Đi mau lên. Đi. Thiếp không đi. Tất cả. Yến Nhi, chạy mau đi. Tất cả. Đại ca, thiếp không đi. Mau đưa Yến Nhi đi mau. Tất cả. Đi mau. Tất cả. Đi đi. Tất cả. Đại ca, thiếp không đi đâu. Thay để chăm sóc Yến Nhi và đứa bé. Tất cả. Tất cả. Chỉ cần có ta đây, các ngươi đừng hòng làm hại họ. Giờ sao, giờ sao? Nó yếu rồi, nó yếu rồi. Yên Nhi, nhớ chăm sóc con của chúng ta. Bên đó còn người chạy thoát, lập tức đuổi theo. Đó. Mở cửa ra, có ai không? Mở cửa ra cứu chúng tôi đi. Mở cửa ra cứu chúng tôi đi. Tất cả. Mở cửa ra. Yên Nương. Yên Nương. Đại ca, hình như trong chùa không có người. Mùi xem, bên kia có tấm liều kìa. Ta đưa mùi qua đó được mưa. Đi. Tất cả. Bụng của tôi. Mau đi. Yến Nương, Quỳnh mau chạy đi. Chạy đi. Yến Nương, sao muội lại nói vậy chứ? Lý Tiêu ta không phải là kẻ tham sống sợ chết đâu. Nằm xuống. Nằm xuống đi. Hả? Huống hồ ta đã từng hứa với chú huynh đệ phải hết mình bảo vệ muội và đứa bé. Muội yên tâm, ta không để cho quân Nguyên làm hại tới muội và đứa nhỏ đâu.
Lạ, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy ở đây có một túp lều mà sao đột nhiên biến mất như vậy? Các người ngay đây qua bên đó khám xét cho ta. Dạ. A Di Đà Phật. Các vị thí chủ, tại sao lại đến Hoàng Giác Tự? Có phải có chuyện quan trọng gì không? Lão hòa thượng, vừa rồi có nhìn thấy một nam một nữ đi ngang chỗ này không vậy? Một nam một nữ? À, lão nạp chưa từng nhìn thấy. Lão hòa thượng, tôi cho thầy hay, nếu thầy dám bao che cho họ, coi chừng tôi đốt chùa của thầy. A Di Đà Phật. Có chuyện gì? Xe cảnh kìa. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Yến nương, muội đã sanh rồi sao? Đại ca, huynh có thể quay mặt lại rồi. Được. Là một bé trai. Là một bé trai đó. Sao, sao có miếng vải đỏ vậy? Nhưng mà cũng đúng lúc cho bé trai dùng làm yếm, hay là khăn cũng được. A Di Đà Phật. Đại sư, hai vị thí chủ đến đây xem như có duyên. Phía sau Hoàng Giác Tự có ngôi nhà lá, nếu hai vị không chê bai, tôi cho người quét dọn sạch sẽ cho hai vị ở lại. Đa tạ đại sư. A Di Đà Phật. Yên nương. Mạc kêu, hà bất đang sơ mạc tiêu, tiền lộ phi diêu, nhật nguyệt binh hành diện báo, sau này trả lại tiếng cười cho con đó. À, lần thi chủ, chẳng hay đã đặt tên cho đứa bé này chưa? Cha của nó họ Chu. Hồi còn sống có dặn, nếu như sanh con trai, đặt tên là Trùng Bác. Trùng Bác. Hôm nay là ngày 28 tháng 9. Đây là niềm may cho nước nhà. Lão nạp đặt tự cho nó là Quốc Thụy vậy. Đa tạ đại sư. A Di Đà Phật. Nữ thí chủ. Nữ thí chủ. Yến nương, Yến nương, Yến nương. Hả? Vậy tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ Kim Long giáng thế? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chẳng phải Chu Thất đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Chu Thất vẫn còn sống? Vậy không được, ta phải bói nghe một quẻ mới được. Sao lại như vậy? Tại sao ta không bói được gì cả? Chuyện này... Chẳng lẽ Chu Thất vẫn chưa chết sao? Vậy... Tại sao lại như vậy? Người đâu rồi? Người đâu? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là ai đây? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Hoàng thượng, có sao không vậy? Ta vừa có một cơn ác mộng. Đúng là khủng khiếp mà. Hoàng thượng à. Đã xảy ra chuyện gì? Khai bấm hoàng thượng, Thanh Đức Điện đột nhiên bị lún xuống rồi xuất hiện một tảng đá. Cái gì? Có chuyện vậy sao? Vừa rồi trẫm có một cơn ác mộng, bây giờ đất bị lún xuống. Cái này chính là điểm không hay rồi. Chuyên trị của trẫm, tập hợp văn võ bá quan đến Thanh Đức Điện tìm hiểu ngọn nguồn. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Không thể hiểu nổi mà. Thiên thương thương, địa mang mang, can qua chấn, dị giác phương, nguyên trùng cải, nhật nguyệt bàn, hỗn nhất thống, đông nam phương. Ý của nó là sao? Khải bẩm hoàng thượng, thần thoát cho rằng giấc mơ của người là điềm không may. Trong cung toàn là rắn, rết, chuột, kiến, rất ô uế. Đó là điềm báo binh mã đông như ong và kiến, kéo đến đại điện không ai quét dọn. Đó là trong triều thiếu tướng tài, người mặc đồ đỏ quét dọn sạch sẽ, ắt hẳn người đó phải có bản lĩnh phi thường. Đó là Xích, là Chu, cho nên người đó không họ Xích thì họ Chu. Giai đỡ Nhật Nguyệt, ý là càng khôn. Nhật Nguyệt rơi vào hai tay cùng lúc, như vậy có nghĩa là người nắm càng khôn. Còn kê ngữ trên tảng đá này là sao vậy? Giải thích như thế nào? Khải tấu bệ hạ, thần Triệu Đôn cho rằng ý kiến của Tả thừa tướng cũng giống như thần vậy. Chốn đất trời sắp có can qua,
chiến tranh bùng nổ, nguyên trùng cái, nhật nguyên bàn. Ý là có người sẽ tạo phản. Hai chữ nhật nguyệt hợp lại thành chữ minh, hỗn nhất thống đông nam phương. Có lẽ người họ Chu đó đang sống ở vùng hướng đông nam. Đúng là tạo phản hết rồi. Cặp ma thái quý, thốc lỗ, thiếp Mộc Nhi nghe lệnh. Có. Trẫm lệnh các khanh, mỗi khanh dẫn 3 vạn đại quân đi hướng đông nam, gặp bay hội Chu, giết không tha. Tuân chỉ. Mọi người nghe cho rõ, ai họ Chu tôi giết không chịu nuôi đâu, giết cho ta. Yến Trung Nương. Bác. Yến Nương. Đại ca. Muội tìm Trung Bác sao? Ừ. Muội vừa trở về không thấy nó đâu. Muội lo cho nó. Yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu. Ta đoán không lầm, chắc nó ra ngoài chơi rồi. Đi, ta dẫn muội đi tìm nó. Được. Ta đang hái rau dại, không được ồn ào. Ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta nha. Trung Bác. Trung Bác. Trung Bác. Mẹ. Trung Bác. Trung Bác. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Đồ kia mau đi đi. Tránh ra. Đi chỗ khác. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Không được qua đây. Đi hết đi. Không được làm hại mẹ ta và Tiêu Thúc. Thôi được, các ngươi đừng ngồi đó nhìn nữa. Tiếng chuông của hoàng giác tự đã vang lên rồi. Các ngươi mau về nhà ăn cơm. Mẹ, Tiêu Thúc, tại sao hai người đến đây vậy? Trung Bác, con có bị thương không? Cho mẹ biết đau chỗ nào. Con có bị thương không? Mẹ, con không có sao. Con đó nha, không chịu ngoan ngoãn ở trong nhà, ra ngoài làm gì? Con biết không, mẹ con không tìm thấy con rất lo lắng cho con. Tiêu Thúc, mẹ, con không phải đi chơi đâu. Tại vì hàng ngày con thấy mẹ phải làm lụng vất vả, cho nên con ra đây để hái rau dại. Nè, mẹ nhìn xem, con đã hái được nhiều lắm đó. Trùng Bác ngoan, mẹ không có trách con đâu. Nhưng mà một mình con ra đây hái rau dại thật là nguy hiểm lắm đó. Nếu vừa rồi không có mẹ và Tiêu Thúc, mẹ thật sự, mẹ thật sự. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Lũ sói đó không hại người đâu. Vừa rồi lúc con đang hái rau, con kêu chúng đừng quấy rầy con, thì chúng liền ngoan ngoãn ngồi xuống hết. Canh nóng hổi đây con. Nè. Trùng Bác, uống canh đi con. Coi chừng nóng nha. Trùng Bác, ngày mai mẹ định đi Hoàng Giác Tự một chuyến. Mẹ đến đó để làm gì? Mẹ cảm thấy hôm nay có cả một lũ sói bao vây con, nhưng mà chúng không làm hại đến con. Nhất định là do ông trời phù hộ. Mẹ định ngày mai đi thắp nhang để bái Phật. Vậy con đi nữa. Được. Nè, ăn đi con. Thank you.
Trùng bác, sao con không lại? Con không lại. Còn nữa nha, nếu như con không lại, mẹ không đưa con về nhà đâu. Không về nhà thì không về nhà, cùng lắm thì con ở đây làm hòa thượng. Còn nữa nha, hôm nay con làm sao vậy? Cứ nói bậy hoài. Con không nói bậy, những gì con nói đều là thật. À, A Di Đà Phật. Đàm Vân đại sư. À, sao hả? Hai vị thí chủ tìm lão nạp có việc gì? Trung bác, dập đầu lại đại sư đi con. À, Đàm Vân đại sư. À, Quốc Thủy à, lão nạp hỏi cậu, vừa rồi mẹ cậu kêu cậu dập đầu, tại sao cậu không nghe lời? Phật ở trong lòng, tức là có Phật, không cần thiết lễ giáo ở bề ngoài. Vậy mẹ cậu kêu cậu dập đầu là vì cầu Phật, tại sao cậu không cầu? Nhờ người chi bằng nhờ mình, nhờ Phật cũng chi bằng nhờ mình. Mọi người đều phải tự vượt qua. Nếu như vì gặp sự cố mà đến cầu Phật, như vậy càng không cần thiết. Trùng bác, con nít không được ăn nói bậy bạ. Nữ thi chủ, Quốc Thủy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng có tầm nhìn như vậy, xem bộ có duyên với Phật. Có duyên với Phật lắm. Đại sư, con nít còn nhiều chuyện chưa thấu hiểu, mong đại sư bỏ qua cho. Nữ thi chủ à, người tu hành không nói dối. Lão nạp phát hiện đứa bé này có nhiều điểm khác người. À, mới đây đã giờ trưa rồi, hay làm vậy đi, hai vị đây cứ ở lại trong tự ăn cơm chay nha. Lão nạp muốn cùng Quốc Thủy trao đổi thêm nữa. Như vậy tôi thấy ngại lắm. À, mẹ, ăn cơm chay ngon hơn uống canh rau dại, huống hồ là do Tiêu Thúc nấu đó. Thôi được rồi. Sư phụ kêu mình đi tìm báu vật, nhưng mình ngự kiếm tìm khắp nơi cũng không phát hiện gì. Chẳng lẽ báu vật không có trong rừng sao? Hay là mình vào thành xem sao? Lão vật kia muốn chết sao hả? Quân Nguyên hiếp đáp người già, có thể nói quá là tàn nhẫn. Dừng tay! Dừng tay! Thủ lĩnh Tiểu Quỷ, ta thấy ngươi là con nít cho nên không hơn thua với ngươi. Xéo đi! Thủ lĩnh à, đừng có gây sự. Ta đây cũng được, nhưng mà các người không được phép ra tay đánh ông cụ này nữa. Dạ, nói nghe giống người lớn quá. Xéo đi. Hai vị quan gia bớt giận, con nít không hiểu chuyện, cầu xin hai vị hãy bỏ qua cho nó. Thủ lĩnh, đi thôi. Sư phụ, tại sao phải cắt sao với họ? Nói, tại sao các người đánh người ta? Câm miệng cho ta, muốn chết sao? Ăn hiếp người già vẫn chưa đủ, còn đòi ăn hiếp con nít nữa sao? Ngươi đang chết. Con nhà ai mà giỏi quá vậy? Phải đó, con nhỏ mà giỏi quá. Con nhỏ mà đánh người con đúng là không có lợi. Đúng lợi quá. Đứa bé này còn nhỏ như vậy, vậy mà nó không sợ quyền thế, và lại lại nói chuyện đầy tính uy nghiêm, sau này ắt sẽ thành tài.
Đệ tử của ta đúng là chân mệnh thiên tử. Vừa rồi chắc là do thần Phật phù hộ cho nên mới có thần lực. Ta nhất định phải hết mình phò tá nó, trở thành một bậc quân vương. Đáng khen. Tiếp tục. Người nhược điểm tốc độ quá chậm đó, nhanh hơn chút nữa. Tiếp tục. Sư phụ, chân con bị trật khớp rồi, không thể đứng dậy được. Bây giờ thế nào? Sư phụ, con đã khỏe rồi. Đúng là khỏe rồi, đa tạ sư phụ. Tiếp tục. Sư phụ, chúng ta đã luyện tập cả ngày rồi, có thể cho con nghỉ ngơi một lát không? Lâm Nhi, kẻ muốn thành đại sự phải có sức chịu đựng hơn người, có hiểu không? Dạ sư phụ. Chính vì Gia Cát Lượng làm như vậy, cho nên lúc Tư Mã Ý đến cổng thành, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nghi ngờ trong thành đã có trọng binh, do đó không dám liều lĩnh xông vào. Sau đó hắn lập tức lệnh rút quân. Đây chính là Gia Cát Lượng đã vận dụng đoàn tâm lý chiến trong chiến thuật. Đây còn có cái tên là không thành kế. Wow, Gia Cát Lượng gan dạ vậy sao? Nhưng mà người không sợ đối thủ không mắc lừa, cho xông vào thành, như vậy hậu quả ra sao? Gia Cát Lượng là một người ưu tú đó, cho nên nói kẻ muốn thành đại sự thì phải có biệt tài hơn người. Tất cả mọi sách lược để hành sự, từ đầu ngươi đã có sự chuẩn bị chu đáo nhất, cho nên mới dám hành động. Đây chính là mưu lược đó. Xin hỏi trụ trì sư phụ, phải làm như thế nào mới có thể trở thành người ưu tú? Quốc Thụy à, miễn là con người thì sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Nếu như con người ta biết thường xuyên tự kiểm điểm, phát huy ưu điểm vốn có, tất nhiên sẽ trở thành một người ưu tú rồi. Bất luận có làm chuyện gì cũng phải giữ vững lập trường ngay thẳng, không sợ cường quyền, không làm chuyện trái với lương tâm. Vậy con hiểu rồi, đa tạ trụ trì sư phụ. Quốc Thụy à. Hả? Lão nạp có chuyện này phải dặn dò cậu nha. Là chuyện gì vậy? Cậu đừng bao giờ cho người ta biết là cậu theo họ Chu đó. Tại sao vậy? Bây giờ thời cuộc đang hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người đang đuổi giết những ai họ Chu. Lão nạp sẽ bất lợi cho cậu. Do đó cậu phải học hỏi nhân vật Chu Văn Dương mà lão nạp từng kể cho cậu nghe. Nhớ chưa? Phải noi gương Chu Văn Dương như vậy. Bị giam giữ bao nhiêu năm, cần giả ngay thì giả ngay. Đây là đại trí tuệ. Vậy con hiểu rồi, đa tạ sư phụ. Cô làm vậy có thể xem như ăn hiếp lũ kiến không? Quên là ai vậy? Cho tôi xin lỗi, làm cô giật mình. Tôi tên là Trùng Bác, do Lưu Đại Gia phái đến theo cô đi chăn ngỗng đó.
buổi sáng sớm hôm nay, hình như có nghe Lưu đại gia kể qua sẽ có thêm một người đến giúp tôi chăn ngỗng. Thì ra là Huynh hả? Đúng vậy. Cô tên họ là gì? Tôi tên là Mã Tú Anh. Huynh gọi tôi là Tú Anh được rồi. Tú Anh, tên nghe hay lắm. Ê, trước kia Huynh từng chăn ngỗng chưa? Không có, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Huynh mau xuống đây, tôi dạy cho Huynh. Được. Nè. Cầm cây này để làm gì? Tôi dạy Huynh cách chăn ngỗng. Tốt lắm. Tôi đến đây. Nhanh lên. Chăn ngỗng nha, rất đơn giản. Huynh yên tâm, tôi sẽ dạy Huynh. Di thần khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tế ti bình thân. Tạ bệ hạ. Thoát thoát thừa tướng nói, khanh đã bói được, người hơi chu mà trẫm đang đuổi giết, đến nay vẫn còn sống trên đời, chuyện này có thật không đây? Bẩm bệ hạ, bổn tế bói được người đó xuất hiện ở hướng tây nam. Ủa? Vậy địa điểm cụ thể ở đâu? Người đó, hắn có đặc trưng gì? Bẩm bệ hạ, người đó có thần lực hộ thể, bổn tế chỉ bói được hướng của hắn, nhưng không biết được đặc trưng của hắn. Giả lại, ngày mai tên đó sẽ đầu đội kim hoa mẫu, trên người khoác da, lưng buộc kim ti đai, và hắn cưỡi con ngựa màu nâu đỏ, hai bên có thiết đầu đồng, tí hộ tống. Từ dị tượng của năm xưa, tính đến nay đã gần tròn 7 năm rồi. Vì vậy tên đó phải là đứa trẻ 7 tuổi rồi. Chúng khanh lập tức nghe lệnh, lập tức thông báo cho các châu huyện vùng Tây Nam. Bất cứ ai đầu đội kim hoa mão, trên người khoác da dê, lưng bực kim ti đai, và cưỡi con ngựa màu nâu đỏ, có hai tên vệ sĩ thiết đầu và đồng tí, đi theo đứa bé 7 tuổi thì giết không tha. Tuân chỉ. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ông trời đúng là không phụ người có lòng. Tiểu tử thúi, rốt cuộc ta đã hạ sát ngươi rồi. Hả? Chuyện này không thể như vậy. Không thể như vậy. Rõ ràng ta đã giết chết hắn rồi. Vậy như vậy là sao đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta lại giết lầm người sao? Nhiều trứng chim lắm. Trung Bát Ca, Huynh hãy cẩn thận đó Trung Bát Ca. Không sao. Nè, cô xem, trứng chim có lớn không? Lớn quá. Huynh cẩn thận nha, Trung Bát Ca. Tôi hù cô thôi. Làm tôi hết hồn à. Wow. Nhiều quá à. Trung Bát Ca. Trung Bát Ca, Trung Bát Ca, Trung Bát Ca. Tú Anh đừng có khóc, tôi không sao. Trung Bát Ca, tôi còn tưởng rằng
Trần Bác Ca đã. Trần Bác Ca sẽ không sao. Nhất định sẽ không sao. Tôi không sao. Tôi không sao mà. Đầu của huynh chảy máu kìa. Tôi lau giùm huynh nha. Cũng may trứng chim còn nguyên. Trời ơi, gì trứng chim thiệt. Huynh xem, lớn quá. Kỳ lạ, tại sao la bàn lại không xoay nữa? Bốn, năm, sáu, bảy. Nè, hả? Xin chào. Thúc, có một chuyện này muốn hỏi thăm các bé. Là chuyện gì vậy? Ở đây, ở vùng này có nhà nào là họ Chu hay không vậy? Đừng bao giờ cho người ta biết cậu họ Chu. Đừng bao giờ cho người ta biết cậu họ Chu. Chuyện đó thì hả? Họ Chu. Họ Chu thì không có. Nhưng nhà của Lưu đại gia chúng tôi có một con heo nái vừa để một lứa. Tiểu Trư. Đúng, Tiểu Trư. Tiểu tử khờ, hỏi cậu cũng như không thôi. Người này thật là kỳ lạ. Nè, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 10 tuổi rồi. 10 tuổi hả? À, 10 tuổi rồi sao? Nhưng mà tôi cảm thấy cậu đây chưa tới 10 tuổi đâu. Hả? Tại tôi không được ăn no. Nếu như hàng ngày ông đều không có cơm ăn thì đâu có cao lớn như vậy. Tiểu tử ngốc kia, hôm nay ta gặp các ngươi đúng là xui xẻo mà. Lạ thật, người này đưa ra những câu hỏi thật là khó hiểu. Tôi lao giùm huynh nha. Sau này đừng làm mấy chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Không sao, chuyện nhỏ như vậy không có đáng kể. Đây chính là hướng mà mình vừa đi ngang mà. Chẳng lẽ hả? Ủa, hai người ăn cái gì? Sao thơm quá giờ? Thơm lắm hả? Hai người muốn ăn không? Muốn. Đây, xin mời. Nè. Đúng rồi, nếu như thấy nóng thì rời vô giá tay đó. Cô khôn lanh thật, mới học đã rành rồi. Tôi vừa rời vô là do huynh ấy dạy tôi đó. Tôi tên Trùng Bác, cô ấy tên Tú Anh, còn các người tên là gì? Tôi tên Từ Đạt. Tôi tên Thang Hòa. Ồ, Từ Đạt Thang Hòa. Ê, tại sao các người lại mang theo chảo cũ vậy? Cần có gương đồng là sao các người từ đâu có vậy? Đúng vậy. Tôi do Từ Đạt đi chơi lượm được từ trong ngôi miếu quan. Chúng tôi lượm về chơi trà quan binh bắt thổ phỉ đó. Ồ. Tổ chim úp ngực khẳng định là chim mẹ trả thù huynh đó. Tổ chim, nhìn mặt của huynh bây giờ nha, y như tướng quân đội mão vậy. Đúng, bạn ấy nói đúng lắm. Cũng đúng đó. Nè, tôi lấy ra giùm huynh nha. Không cần đâu. Hay là như vậy đi, chúng ta chơi trò tướng quân đi bắt thổ phỉ, có đồng ý không? Được. Lưng buộc kim ti đai, cưỡi ngựa màu nâu đỏ,
Thổ phỉ to gan kia, ngươi chạy đâu cho thoát? Đại tướng quân có tên thổ phỉ nó dân ra gốc cây kìa. Lại đây, Tiến Sơn, Trung Phong, làm thật không? Thổ phỉ, đừng chạy. Thổ phỉ, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Thổ phỉ, đứng lại. Đứng lại đó. Kỳ lạ. Cái la bàn này tại sao lại dừng ngay trên đầu của bốn đứa bé này chứ? Ta thề sẽ cho người biết tới. Bao nhiêu tuổi? Tôi 10 tuổi rồi. Còn họ đều nhỏ hơn tôi 1 tuổi. 10 tuổi? 10 tuổi sao ngươi lại lùn vậy hả? Tại chúng tôi không được ăn uống đầy đủ. Hàng ngày chúng tôi bữa đói bữa no, làm sao mà cao lớn được chứ? Đúng rồi tướng quân, tên đạo sĩ mà gần đây giết hại con nít đó đã chạy theo hướng kia. Ngài mau đuổi bắt hắn đi. Được, chúng ta mau đuổi theo. Tướng quân, có cần phải bắt họ giả gì không? Thôi đi. Nhìn mặt mày của họ vừa dơ vừa sa sút. Bệ hạ đã đưa ra ý chỉ quá rõ ràng. Người mà chúng ta cần tìm là đầu đội kim hoa mẫu, lưng buộc kim ti đai, cưỡi ngựa màu nâu đỏ, bên cạnh có hai vệ sĩ. Trong bọn người như họ ở đây, nếu như nói chân mệnh thiên tử, vậy tôi có khác gì trở thành thần tiên lão tử chứ. Đi, chúng ta đi chỗ khác xem sao. Đó, đi. Vừa rồi các bạn không sao chứ? Chúng tôi không sao. Đa tạ huynh. Không có gì, không cần khách sáo. Huynh quá dũng cảm vì bảo vệ chúng tôi, đã đánh nhau với tên đạo sĩ đó. Chuyện đó đương nhiên, đây là thấy chuyện bất công ra tay giúp đỡ. Huynh tên họ là gì vậy? Tôi tên Hàn Lâm Nhi. Hàn Lâm Nhi. Quốc Thụy, cậu nói hôm nay có người đòi giết cậu sao? Và còn có một tên quân nguyên hỏi cậu bao nhiêu tuổi à? Đúng vậy, tên đạo sĩ đó còn hỏi con có phải họ Chu hay không. Vậy cậu trả lời thế nào? Tất nhiên là nghe lời thầy dạy rồi, không bao giờ cho người ta biết con họ Chu. Giả lại, con còn nói với bọn quân nguyên đó, con đã 10 tuổi rồi. Lẽ ra đạo sĩ và bọn quân nguyên đều không tin là con nhỏ như vậy đã 10 tuổi rồi. Con đã nói với họ con không được ăn uống đủ nên không thể phát triển được. Thông minh, có trí tuệ. Nếu không nữa ngào, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa đây. Nếu đã như vậy rồi thì lão nạp nghĩ khoảng thời gian này cậu đừng đi chăn ngỗng nữa. Tại sao vậy? Lão nạp sợ cậu gặp chuyện không may thôi. Không sao đâu sư phụ, thầy đừng quá lo. Giả lại con không đi chăn ngỗng đó là không giữ lời hứa. Con không muốn làm cho Tiêu Thúc và mẹ con khó xử. Ngoài ra con còn tự tin rằng con có thể làm cho bọn quân nguyên đó phải điên đầu về con. Quả nhiên có khí phách của thiên tử. Bất Thụy à, có lòng tự tin tất nhiên là tốt, nhưng cậu không nên làm quá lộ đó. Nếu không sẽ dẫn đến tai họa chết người. Vậy sư phụ, vậy con nên làm thế nào? Hãy đưa bàn tay ra.
Đứa trẻ quốc thụy này có dị tượng bẩm sinh, lúc cậu gặp nạn thành tâm cầu khẩn sẽ được ngã Phật phù hộ. Nhưng phải cố gắng không ngừng phát huy, chí hướng kiên định, khắc phục khó khăn mới mong làm nên đại sự. Cũng may là ta thoát được, nếu không thì hôm nay đã mất mạng rồi. Bọn tiểu tử thúi kia, hôm nay coi như các người may mắn đó. Vì Hữu Lượng và vì tương lai của ta, ta nhất định phải đi tìm cho ra bọn khốn đó, giết sạch bọn chúng, không chừa người nào. Hả? Chuyện này, chuyện này là sao vậy? Hả? 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 Chẳng lẽ tên tiểu tử đó đã chết rồi sao? Hả? Sư phụ, con thấy hắn khí phách ngoan cường, ăn nói lưu loát, có lẽ hơi lớn tuổi một chút. Theo con phán đoán khoảng 7-8 tuổi gì đó. Đúng rồi sư phụ, người mà sau này con cần phò tá cũng phải cỡ tuổi đó không? Thiên cơ bất khả lộ, nếu như có duyên hai người sẽ có dịp gặp nhau. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của con chính là luyện tập phép thuật, sau này không chỉ phò tá thiên tử, còn phải hàng ma trừ yêu, bình định thiên hạ. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Mười ba, mười bốn, mười lăm. Trung Bác Ca, huynh qua đây nhanh lên. Tại sao lại thiếu một con vậy? Không thể nào, có phải cô đếm lộn không? Để tôi đếm lại cho. Đúng là thiếu mất một con. Cái gì? Các ngươi làm mất ngỗng của ta hả? Công việc đơn giản vậy mà cũng làm không xong, ngang như là mất con ngỗng của ta. Nụ các ngươi đúng là uổng cơm uổng gạo mà ha. Lưu đại gia, đây là lỗi của tôi. Ông đừng trách tội Trùng Bát Ca nha. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì mà mất đi một con ngỗng. Lưu đại gia, tôi thật sự không phải là cố ý. Xin ông hãy tha cho chúng tôi. Tha cho các người hả? Lưu đại gia, đây là lỗi của tôi. Ông đừng có trách Tú Anh mà. Không ngỗng phải như là vậy. Do tôi làm mất của ông, có đền để tôi đền cho. Không, không phải là lỗi của mình. Được. Tên đầu ghẻ nghe đây. Bây giờ ta bắt mẹ ngươi đền ngỗng cho ta. Đi, bỏ lên. Trung Bát Ca. Đi, nhanh lên. Trung Bát Ca. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Trung Bát Ca. Mẹ, mẹ. Trung Bát, Lưu đại gia, có chuyện như vậy. Có phải có là Trùng Bác lại chọc giận ông không? Có chuyện gì sao? Người hỏi con trai của người đi. Lưu đại gia, Trùng Bác làm sai chuyện gì khiến ông tức giận như vậy? Tên tiểu tử này kêu nó đi chăn ngỗng, vậy mà có bản lãnh là mất của ta một con ngỗng kìa. Trùng Bác, con cho mẹ biết, có phải lúc chăn ngỗng con lười biếng cho nên làm mất một con không? Mẹ, con không có lười biếng ham chơi. Mẹ từng dạy dỗ con, làm việc nhất định phải tập trung và siêng năng làm hết mình. Nhưng mà con cũng không biết tại sao lại mất một con. Giả lại, con đã xin lỗi Lưu đại gia rồi. Xin lỗi được cái gì?
Đừng có dư hơi nữa, đền tiền đi. Lưu đại gia, vậy phải đền bao nhiêu tiền? Đền 2 lượng bạc. Hả? Hả? 2 lượng? Hai lượng. Quỳ xuống. Còn đúng là việc nên không có, việc hư thì thừa. Chỉ đơn giản như đi chăn ngỗng cũng làm không xong. Đúng là nuôi con uống cơm gạo mà. Ta cho con chết, đồ ăn hại này. Đồ ăn hại này. Ta cho con chết. Cho con chết nè. Cho con chết luôn. Đồ ăn hại này. Thôi đi, đừng đánh nữa. Chú anh, chú anh, nó còn nhỏ mà, đừng đánh nó. Hai biểu nó gây ra lỗi lầm hả? Đến nhà Lưu đại gia để chăn ngỗng, ngỗng đâu rồi? Bị mất rồi. Cho con chết nè. Cho con chết. Đừng đánh. Lương tử, nó còn nhỏ như vậy, con nhất gây ra lỗi lầm là chuyện khó tránh khỏi mà, không phải sao hả? Huống hồ nó đã biết lỗi rồi, nàng còn đánh nó làm gì nữa? Con biết lỗi rồi thì không cần phải đánh sao hả? Thiếp đang giúp chàng dạy cháu đó. Tất cả mọi chuyện đều là do chàng gây ra hả? Nhậu nhẹt say sưa bị té gãy chân, mấy ngày qua không thể làm được việc gì, không mang tiền về nhà. Chàng tự nhìn xem, chúng ta sống bằng cái gì? Ớt xào với ớt, ớt xào với ớt. Ăn biết bao nhiêu bữa rồi hả? Thiếp làm vậy vì ai? Chẳng phải vì gia đình này sao? Nương tử, ta biết tất cả do ta gây ra, và nàng cũng muốn tốt cho gia đình này. Nhưng mà nó... Nhưng mà cái gì đây? Thiếp cho chàng hay, còn nhỏ không dậy sau này khỏi dậy luôn. Cho nó chết, chàng tránh ra đi. Cho nó chết. Đừng mà. Cho nó chết. Nữa. Cho nó chết đi. Cho đừng nó chết nữa. Đi. Đừng đánh nữa. Tất nhiên ta biết, ta biết nàng muốn tốt cho Tú Anh. Nhưng mà chắc nàng mỏi tay rồi. Đừng đánh nữa mà. Được. Thiếp không đánh nữa. Ta cho con hay nha, chiều nay con không được ăn cơm. Bắt đầu từ giờ con ra ngoài giường quỳ cho ta. Ta không cho con đứng dậy thì không được đứng dậy. Đây là sự trừng phạt đối với con đó, nghe rõ chưa? Nàng có biết nàng vừa nói gì không? Nàng làm như vậy là quá đáng lắm. Không cho ăn cơm chịu, lại bắt nó ra ngoài quỳ, sức đâu mà chịu nổi. Bây giờ thiếp không đánh nó cũng không được sao? Như vậy để thiếp cho nó ăn đòn tiếp nha. Đừng, đừng đánh nữa. Thúc thúc, con thật sự không sao. Thẩm thẩm đánh con là đúng thôi, con đã làm sai. Bây giờ con ra ngoài kêu quầy. Tú Anh, ăn cơm đi. Nàng ăn trước đi. Suốt cuộc tôi đã gây ra nghiệp gì? Tôi đã làm mất một con ngỗng, làm hại mẹ tôi và Tiêu Thúc, chịu sự trừng phạt của tên xấu xa đó. Vả lại, hắn còn đòi gia đình chúng tôi phải bồi thường không còn đồng nào. Sau này tôi nhất định phải làm việc siêng năng hơn, sau này làm một người hữu dụng, phải cho mẹ tôi và Tiêu Thúc có cuộc sống ấm no hơn. Tôi phải hết mình bảo vệ họ, không để người khác ăn hiếp họ. Đúng rồi, bạn ấy có sao không? Hai bạn cứ yên tâm đi. Tú Anh không có sao hết đó.
Quốc Thụy à. Chủ trì, trước kia con từng học tử công dân chính, hôm nay lão nạp muốn thử tài của cậu. Dạ, mời chủ trì ra đề. Tử công dân chính, Khổng Thánh Nhân trả lời thế nào? Tử viết túc thực túc binh, dân tính chi hỷ. À, được lắm. Dạo này cậu học tiến bộ khá nhanh đó. Đa tạ trụ trì quá khen. May mà trụ trì dành nhiều thời gian để dạy dỗ con, cho nên con mới có cơ hội để học tập. Người xưa có câu, sư phụ dạy đệ tử, thành đạt do bản thân. Đây là đều do bản thân cậu cố gắng mới có được thành quả như vậy. Ờ, đúng rồi trụ trì, con thấy trong đó rất nhiều quyển sách đều nhắc đến tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chứng tỏ quân chủ xưa nay thống nhất thiên hạ, trước tiên họ phải tu thân. Tại sao đương kim hoàng đế không thể lấy đó làm gương? À, Quốc Thụy à, con người ta không giống nhau được. Giữa đế vương và đế vương với nhau tất nhiên cũng có sự khác biệt rồi. Hoàng đế chỉ có vua khai quốc là hiện tại thôi. Còn những quân chủ thế hệ sau, nếu như không để ý đến tu gì, thường xuyên mỗi thế hệ mỗi xa xúc. Vậy bây giờ chúng ta có biết bao nhiêu người chịu cảnh đói khổ, phải chịu sự giày xéo và còn tăng phần thu thuế, như vậy có phải vì hoàng đế hôn dung hay không? À, hoàng đế có hôn dung hay không lão nạp không dám bình luận, nhưng mà hoàng đế tốt nhất định phải nghĩ tới thiên hạ, lấy dân làm gốc. Vậy như vậy có nghĩa là chỉ cần có một hoàng đế tốt, mọi người trên đời được ăn no bụng, sẽ không còn người giàu hà hiếp người nghèo nữa, và cũng không còn quan binh giết người như cỏ rác nữa, có đúng vậy không? Ừ, đúng lắm. Miễn sao là thái bình thạnh thế, tất nhiên thiên hạ sẽ yên lành hài hòa. Ừ, vậy tôi hiểu rồi. Sau này, sau khi tôi lớn khôn rồi, nếu như tôi có cơ hội làm hoàng đế, tôi nhất định sẽ làm một vị hoàng đế yêu nước thương dân. Trung Bác, trời ơi không may rồi. Trung Bác, con nghe ta nói nè. Có chuyện gì vậy Tiêu Thúc? Mẹ con bị... Mẹ con bị sao vậy? Vừa rồi ói rất nhiều máu. Con mau về thăm mẹ con đi. Mẹ, mẹ. Ê, Trung Bác, để lâu đạp tới xem thử. Mẹ, 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 mẹ. A Di Đà Phật. Trụ trì đại sư, mau cứu mẹ của con, mau cứu mẹ của con. Quốc Thụy à, ngoan ngoãn nín đi. Hả, để lâu đạp xem thử. Đại sư. Mẹ. Yến Nương, Yến Nương không qua khỏi rồi. Nữ thi chủ, cô phải ráng vượt qua. Đại sư, tôi chỉ xin đại sư thay tôi chăm sóc cho Trùng Bác có được không? A Di Đà Phật. Nữ thi chủ, cô yên tâm, lão nạp nhất định sẽ làm tròn. Đại ca. Ê, Yến Nương, nếu như không có huynh thì hai mẹ con muội, từ lâu hai mẹ con muội. Yến Nương à, chuyện đã như vậy rồi còn nói chuyện đó làm gì? Muội sẽ không sao đâu mà. Muội không nên nói gì hết, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Muội, muội không qua được rồi. Đại ca, huynh nhất định thay muội chăm sóc cho Trùng Bác. Được rồi, yên tâm. Mẹ. Trùng Bác. Mẹ ơi. Mẹ. Trùng Bác, mẹ quậy đi rồi. Mẹ, con phải hiếu thảo với Tiêu Thúc, nhất định phải nghe lời của Đàm Vân đại sư.
con phải tự chăm sóc mình. Con có nghe thấy không? Mẹ ơi, con nhớ rồi. Mẹ, con trai của mẹ. Sau này khi mẹ đi rồi, con hãy nhớ những lời mẹ dặn nha. Mẹ ơi, đừng bỏ rơi con. Mẹ ơi, con trai của mẹ, sau này mẹ không thể gặp lại con. Yến Nương. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Yến Nương. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trời sắp mưa rồi, chúng ta đi mau lên đi. Có đi nổi không? Con còn đi nổi. Được, đi mau lên đi. Trung Bắc. Con đi, ta sẽ quay trở về nhà lấy dây thừng đến kéo. Hả? Đa tạ tiêu thúc, đa tạ tiêu thúc. Được, con chờ ta, con chờ ta nha. Ta sẽ mau chóng quay lại.
nhanh thôi. Mẹ, mẹ, Hài Nhi chỉ muốn tìm chỗ an táng mẹ thôi, không muốn thấy mẹ phải chịu khổ nữa. Nhưng mà vẫn chưa tìm được nơi chôn cất mẹ thì đã để mẹ bị cơn mưa làm ướt. Hài Nhi bất hiếu, Hài Nhi bất hiếu. Ông trời ơi, ông không thể cho tôi chôn cất mẹ tôi đàng hoàng được hay sao? Không cho mẹ tôi được hạ quyệt hay sao? Ông trời ơi, tôi van xin ông. Ông trời ơi, tôi van xin ông. Ông trời ơi, tôi xin ông. Tôi xin ông mà. Ông trời ơi, tôi van xin ông. Ông trời ơi, tôi van xin ông. Trùng bác, Trùng bác, cái xác của mẹ con đâu? Tiêu thúc, vừa rồi có rất nhiều bồn tràn qua kéo mẹ đi, hình thành nấm mồ đó. Sao lại hình thành nấm mồ lớn như vậy chứ? Trùng bác, vậy là ông trời thương hại cô. Vậy mẹ con đã được an táng rồi. Hả? Đúng vậy. Mẹ, có phải ông trời đã thương hại con, đã hình thành nấm mồ lớn để an táng mẹ hay không? Trùng bác à, chính lòng hiếu thảo của con đã cảm động ông trời. Con hiểu không? Con phải luôn biết mang ơn trời đất cho mẹ con được an táng đàng hoàng. Cảm tạ trời đất đi con. Con đa tạ ông trời. 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 Trung Bách ca, Trung Bách ca, Trung Bách ca, sao các bạn lại đến đây? Tôi nghe nói mẹ của huynh đã qua đời rồi. Tôi biết là huynh rất đau lòng, cho nên đến đây chia buồn đó. Đúng vậy đại ca, tôi bây giờ huynh không còn mẹ, nhưng mà huynh vẫn còn bọn huynh đệ như chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi làm bạn với huynh. Vậy các bạn từ đạt huynh sao vậy? Là mẹ của đại ca qua đời chứ đâu phải là mẹ của huynh qua đời. Tại sao huynh khóc còn đau lòng hơn cả đại ca vậy? Tại vì cha tôi nói hiện giờ tại huyện Trung Ly có rất nhiều con nít bị giết hại, sợ tôi gặp nguy hiểm, cho nên quyết dẫn tôi đi khỏi đây. Mỗi khi tôi nghĩ đến sau này không gặp lại mọi người, tôi thấy đau lòng lắm. Từ Đạt, đệ đừng khóc nữa. Cha đệ đưa đệ đi khỏi huyện Trung Ly cũng muốn tốt cho đệ thôi. Giả lại, chúng ta là hảo huynh đệ, nhất định sẽ gặp lại nhau. Có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Đại ca, lẽ ra đệ đến đây để an ủi huynh, nhưng mà không ngờ sau khi đến đây trở thành huynh an ủi đệ. Xin lỗi huynh. Không nên nói như vậy. Giả lại, ta thật sự không có sao hết. Sau này ta nhất định sẽ làm theo di ngôn của mẹ ta, sẽ lấy lại tinh thần, sau này phải là một người hữu dụng. Đệ cũng vậy. Còn đệ nữa, đệ nữa. Trung bác, Trung bác. Tiêu thúc à, các con đều ở đây sao? À, Tú Anh à,
Lúc nãy trên đường ta về đây, thấy Thẩm Thẩm con đang tìm con đó. Hả? Thẩm Thẩm con tìm con hả? Vậy tôi phải đi về ngay. Trùng Bát Ca, Tiêu Thúc và hai huynh nữa. Vậy tôi xin phép nha. Tạm biệt. Xin chào nha. Xin chào. Vậy các đệ đi về đi. Vậy chúng ta cũng về thôi. Chào đại ca. Chào xin Tiêu chào Thúc. Đại ca. Xin chào Tiêu Thúc. Đi đi. Xin chào. Ngoan. Cẩn thận đó. Trùng Bát à. Trùng Bát, Tiêu Thúc phải vào trong tự phụ nấu ăn. Con ở nhà một mình nha. Cho con đi với. Sao hả? Con cũng muốn đi sao? Từ nay về sau, hàng ngày con đây đều phải đến Hoàng Giác Tự quét dọn. Một mặt để đền đáp lại ân đức trụ trì đã giúp đỡ hai mẹ con. Mặt khác, con cũng muốn cầu an cho mẹ của con, để mẹ con được sớm siêu độ. Con ngoan lắm. Con ngoan lắm. Bất Thoại à. Trụ trì, mới sáng sớm cậu đến quét sân rồi sao? Sao không ở nhà mà ngủ thêm một lát? Con còn phải đi chăn ngỗng đó, cho nên đến đây sớm một chút để quét sạch lá khô rụng đầy ngoài sân chùa, như vậy mới yên lòng. Lát nữa cổng chùa được mở ra, tiện cho khách hành hương đi lại. Bất Thoại ngoan, nhưng những chuyện như quét sân chùa sẽ có chú Tiểu làm. Trời ơi, xưa nay sư phụ đối xử với hai mẹ con rất là tốt. Do đó, trước khi mẹ con lâm chung, đã dặn con nhất định phải đền đáp sư phụ cho đích đáng. Nhưng mà con còn nhỏ như vậy, không có khả năng gì để đền đáp cho thầy. Cho nên hằng ngày con chỉ biết đến đây để quét sân chùa, như vậy cũng xem như là báo đáp. Còn nhỏ mà biết chuyện như vậy, lão nạp cảm thấy vui mừng lắm. Quốc Thụy à, quét sân cũng có thể tu tâm dưỡng tánh, nhưng cậu phải ghi nhớ rằng sau khi quét sân xong, tối nay còn phải đến chỗ của lão nạp học viết chữ nữa. Trụ trì yên tâm, con nhất định có mặt. Ngoài làm việc ra thì học hành là sở thích duy nhất của con. Con không có bỏ phế đâu. Được. Đúng rồi trụ trì, sắp đến giờ mở cổng rồi, thầy cứ lo công việc của thầy, còn con thì quét sân. Được. A Di Đà Phật. Xem như là xong. Trời vẫn còn sớm, lát nữa ta mới đi chăn trâu. Ta thấy mệt rồi, chờ họ mở cổng ta mới đi. Ta nằm ngủ một giấc. Hey.
Nó đã mệt lắm rồi, không ngờ nó lại ngủ say. Nó nằm kiểu này giống chữ thiên. Quốc Thủy, dậy con. Quốc Thủy, mau dậy đi. Con nằm giữa sân dễ bị cảm lạnh lắm đó. Thiên. Thiên tử. A-di-đà-phật. Quả nhiên lão nạp không nhìn lầm người. Lâm Nhi. Sư phụ. Lâm Nhi, bây giờ con đã luyện thành phép thuật cơ bản rồi, sư phụ phải dạy phép thuật cao thâm hơn cho con. Đa tạ sư phụ. Nhưng mà sư phụ à, sức khỏe của cha con. Giáo chủ vì muốn khuếch trương Bạch Liên giáo cho nên bôn ba đây đó, vào trước lại trúng mai phục của quan binh triều đình và bị thương nhẹ, cộng thêm kiệt sức cho nên mới lâm bệnh nặng. E rằng muốn cha con có thể hồi phục cần phải có thời gian. Vậy con hiểu rồi. Thời gian gần đây vì sức khỏe của cha, công việc trong giáo phái đều do Lưu Bá Bá làm tay hết. Nhưng mà con cảm thấy Lưu Bá Bá đó. Lâm Nhi, con có chuyện gì cứ nói thẳng với sư phụ. Dạ được. Sư phụ à, con cảm thấy Lưu Bá Bá đó đã chế ngự toàn bộ thuộc hạ cũ của cha con. Hình như hắn muốn thay thế cha con. Đúng vậy, Hữu Hộ Pháp thực sự có ý đồ đó. Nhưng con cứ yên tâm, trong Bạch Liên giáo vẫn còn một số giáo đồ là tâm phúc của sư phụ. Ta sẽ tìm mọi cách trị bệnh cho cha con. Đệ tử hiểu rõ. Đi nhanh lên. Đi. Chuyện này là sao vậy? Khả bẩm Tạ Hộ Pháp, ba tên quân nguyên này lén la lén lút qua bên ngoài đã bị chúng tôi bắt giữ rồi. Tổng đàn của chúng ta ở một nơi kín đáo như vậy vẫn bị họ phát hiện được, xem ra ta cần phải ra ngoài dàn trận lại. Chúng tôi là người của triều đình, các người dám bắt chúng tôi sao? Chắc là người chán sống rồi chứ gì. Khoan đã. Sao hả? Con muốn tha cho họ sao? Vẫn là tên tiểu tử thúi nẹt khôn hồn. Lần sau chúng tôi đến đây để dẹp giặc, ta nhất định sẽ bẩm báo tướng quân tha mạng chó của người. Đi thôi. Đi. Khoan đã. Ta đếm từ 1 tới 20, các ngươi hãy cố gắng chạy đi. Nếu như ta mà đếm xong các ngươi chưa chạy thoát, vậy thì đừng trách ta không nương tay với các ngươi đó. 1 2 3 4 5. Đi mau, đi mau. 6 7 8. Nhanh lên, nhanh lên. Không cần biết hắn đếm tới bao nhiêu, tên tiểu tử đó không thể đuổi theo kịp đâu. 19 20. Lâm Nhi. Sư phụ, ba tên này đã biết chỗ tổng đàn của chúng ta rồi,
nên ta phải tranh thủ đi về để dàn trận lại. Sư phụ à, trận pháp mà trước kia sư phụ dạy con đã học được một ít rồi. Nếu như sư phụ muốn dàn trận mới, sư phụ cho con đi theo nha, sẵn dịp con được học hỏi thêm. Ừ. Lôi ba tên của Nguyên này để phía sau núi cho sói ăn thịt đi. Dạ. Đó. Ôi trời, đạo trưởng, thầy thấy cháu ngoại tu luyện giỏi chưa? Ông ngoại, mẹ, sư phụ. Con coi nè, con luyện tới nỗi mồ hôi đầy mình rồi. Không sao đâu mẹ. Viên ngoại, ông nhìn Lượng Nhi xem. Bây giờ thì nó đã lấy hết toàn bộ bản lĩnh của bần đạo rồi. Phải. Con không dám, sư phụ còn tuyệt chiêu và phép thuật chưa dạy cho con nữa. Con tuyệt đối không được học phép thuật. Tại sao hả sư phụ? Tại vì... năm xưa sư phụ đã từng thề độc, cho nên bây giờ mới phép thuật cao cường. Nhưng rất tiếc, tuyệt khẩu. Hả? Nè Hữu Lượng à, sư phụ con nói rất đúng. Những lời thầy ấy nói tất cả đều muốn tốt cho con thôi. Con phải ghi nhớ, đừng bao giờ học nha ha. Nhưng mà sư phụ... Quang đi, nghe lời. Mẹ. Cha, chúng ta vào nhà ngồi đi. Được. Đạo trưởng, đây, mời. Đi mau. Con. Mẹ, ngồi đi. Mau lui xuống đi. Viên ngoại, theo bần đạo nghĩ, võ nghệ hiện giờ của Lượng Nhi tuyệt đối không thua kém cao thủ hàng đầu trên giang hồ đâu. Nhưng thứ duy nhất mà hiện nay nó đang thiếu chính là kinh nghiệm đối địch. Vì vậy bần đạo cho rằng đã tới lúc nên để cho nó ra ngoài trải nghiệm thực tế. Hay lắm sư phụ, từ lâu con đã muốn đi trải nghiệm rồi. Không được, Lượng Nhi còn nhỏ, tôi không yên lòng. Đúng vậy, tôi cũng không yên lòng. Mẹ, trời ơi, đạo trưởng nhìn xem, tôi chỉ có đứa cháu cưng là nó thôi. Tôi thật sự không đành để cho nó rời xa tôi đâu. Viên ngoại à, tôi biết chứ, chúng ta đối với Lượng Nhi nâng như nâng trứng vậy. Nhưng mà chúng ta hết lòng để đào tạo cho nó nên người, chẳng phải vì muốn được chứng kiến sau khi Lượng Nhi trưởng thành nên người có thể vượt trội hơn, trở thành bậc tài năng sao? Vậy à, đúng vậy, ông ngoại yên tâm đi. Bây giờ con đã luyện thành võ công rồi, con ra ngoài chỉ có đánh người ta, không ai có thể làm hại con đâu. Ngoại yên tâm cho con ra ngoài trải nghiệm đi mà. Hả? Con đó nha. Ông ngoại, ngoại nhìn xem, mẹ con không cho con đi. Viên ngoại à, ông cứ yên tâm đi. Chẳng lẽ ông đã quên rồi sao? Lượng Nhi chúng ta là do Thanh Long chuyển thế đó, là thiên tử trong tương lai. Nó gặp bất cứ chuyện gì đều có thể hóa giải trong chớp mắt mà. Đúng vậy ha. Tại sao ngoại lại quên mất chuyện đó chứ? Ôi trời, nếu như đã vậy, Nguyệt Liên à, Lượng Nhi muốn ra ngoài trải nghiệm, chúng ta có thể yên tâm cho nó ra ngoài thử thách. Đa tạ ông ngoại. Mẹ, ông ngoại cũng đã đồng ý rồi, mẹ cho con đi nha. Mẹ, lần này con đi xa, con phải cố gắng làm nên đại sự. Tốt. Nếu như sau này thật sự có một ngày, vậy đạo trưởng tất nhiên sẽ được làm quốc sư thôi. Sư phụ à. Hả? Từ nhỏ con nghe sư phụ nói con là chân mệnh thiên tử, nhưng mãi cho tới giờ vẫn chưa biết chân mệnh thiên tử là gì. Ê, Lượng Nhi, chuyện này không nên nói ngay trước mặt người khác nha, đừng bao giờ nói ra, con biết không? Những lời ngoại con nói con nhất định phải nhớ trong lòng đó Lượng Nhi. Thiên hạ phân tranh sắp bùng nổ rồi. Lần này con ra ngoài trải nghiệm cũng nhằm giúp con có thêm kinh nghiệm. Nếu như trên đường đi
con có dịp gặp được những năng nhân dị sĩ, con nhất định phải cố gắng nắm bắt cơ hội làm bạn với họ. Ta tin chắc rằng nếu được như vậy, sau này họ nhất định sẽ giúp được rất nhiều cho con. Sư phụ, con nhớ rồi. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ không đi chung với con sao? Sư phụ phải quay về núi trước để bế quan tu luyện một thời gian. Lượng Nhi à, lần này con ra ngoài có thể bắt đầu từ nhà này và đi theo hướng đông nam. Hướng đông nam? Đúng vậy. Nè, sư phụ vẫn còn một chuyện cần dặn dò con. Lần này con đi xa, nếu như con gặp được một đối thủ khiến cho con phải khiếp sợ, giả lại người đó cũng có dị tượng, thì con phải giết chết không tha. Giả lại thà con giết lòng chứ không được tha cho hắn. Con có hiểu chưa? Đệ tử hiểu rõ. Ba Ôn, chiêu hư ảnh ảo hình này bây giờ con đã học thành rồi. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Tốt. Ba Ôn, tối qua sư phụ dạ quan thiên tượng, nhìn thấy hướng đông nam có ngôi kim tinh lóe sáng, vậy rõ ràng là thiên tử đã giáng thế rồi. Chân mệnh thiên tử? Đúng vậy, nay khí số của triều đình đã tận, thiên hạ đại loạn, đâu đâu cũng có người tự xưng làm vua. Thiên hạ sinh linh chịu cảnh lầm than. Ba Ôn, bây giờ con đã luyện thành phép thuật, đến lúc phải xuống núi giao qua người đời, phò tá thiên tử. Đồ Nhi cẩn tuân sư mệnh. Sư phụ muốn con đi Hào Châu trước, đến huyện Trung Ly tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được chân mệnh thiên tử. Dạ. Nhưng mà trước khi con xuống núi, sư phụ muốn con đến Thọ Tiên Sơn ngay bên cạnh đây một chuyến trước. Thọ Tiên Sơn? Sư phụ, tại sao con phải tới đó? Mấy ngày qua trong lúc sư phụ ngồi thiền, thấy Thọ Tiên Sơn có linh khí xuất hiện, sẽ có báo vật xuất thổ. Lần này con đi sẽ có kỳ duyên, sư phụ hy vọng con hãy tự lo liệu lấy. Dạ sư phụ. Con đi đi. Đệ tử bái biệt sư phụ. Trung Bá Ca, Trung Bá Ca, Trung Bá Ca, Trung Bá Ca, Trung Bá. Ê, ta đâu có ăn hiếp muội, rõ ràng là muội ăn hiếp ta mới phải. Muội muốn ta té từ trên lưng trâu té xuống đúng không? Muội đâu có đâu, muội chỉ muốn nhắc cho huynh sợ vậy thôi mà. Vậy mà huynh huynh lại làm bậy. Ta làm bậy thế nào, nói đi. Huynh đã có phải vậy không hả?
Quỳnh, Trung bắt ca. Bà bắt ta đi, bắt ta đi. Đứng lại. Nè, đứng lại. Nè, 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 nè. Quỳnh ơi, qua đây. Qua đây. Qua đây bắt ta đi. Qua đây. Không được chạy. Bắt ta đi. Qua đây, qua không đây. Không được chạy. Nè, lại đây. Tôi mệt rồi, mệt rồi. Tú Anh à, mệt rồi. Đừng đuổi theo nữa. Mùi không mệt, nhưng mà tao mệt đó. Quỳnh có gì mà mệt. Suốt ngày chỉ lo chăn trâu thôi. Mùi mới mệt đó. Nè. Mệt hả? Đây, tao bóp lưng cho mũi nha. Thấy đỡ hơn chưa? Ừ. Mời cho Huynh hay. Sau này Huynh không được làm như vậy nữa. Được, sau này ta không làm vậy nữa. Ừ. Nè, muội cho Huynh hay, nếu như sau này Huynh còn ăn hiếp muội thì muội không mang đồ ăn cho Huynh ăn nữa. Tú Anh, từ khi ta chăn trâu tới nay muội đều mang đồ ăn đến cho ta, vậy còn muội ăn gì? Muội ăn rồi. Muội nói dối. Nếu muội ăn rồi, tại sao mỗi lần ta ngồi ăn muội đều nuốt nước miếng vậy? Muội đâu có. Muội đâu có nuốt nước miếng. Không có, muội đang rồi thật mà. Không được, hôm nay muội nhất định phải ăn chung, nếu không ta không ăn. Không được. Ừ, ta không mùi ăn. Cố tình mang đến cho Huynh đó. Ta không ăn. Ăn đi. Ta không ăn. Ta không Huynh ăn. Ăn đi. Ta không ăn. Huynh ăn đi mà. Ê, Tú Anh, sao sao tay của muội bị chai hết trơn vậy? Hàng ngày mùi phải giặt giũ, quét dọn nhà cửa, tất nhiên là phải chai rồi. Đâu phải là thiên kim đại tiểu thư, tay bị chai thì có làm sao? Huynh xem, mùi không chỉ là chai tay mà còn chân bự nữa đó. Nè, đừng có nói nữa, nhanh lên, mau ăn đi. Hay là như vậy, mùi đút Huynh ăn nha. Huynh ăn thêm nha. Hả? Hôm nay đàn trâu đang no, cho nên ta về sớm. Tối nay ta còn phải theo trụ trì học tập nữa. Trời ơi tiểu thơ à, tôi biết cô đang nhức răng nhưng ráng chịu đựng đi. Tôi lập tức đưa cô đi thầy Lan chữa trị mà. Đi nha, đừng có la nữa. Nhìn ánh mắt của vị tiểu cô nương đó, hình như hốt hoảng lắm. Chẳng lẽ... Ê, chờ đã. Vì tiểu ca này, chúng tôi phải đưa tiểu thư nhà tôi đi chữa trị cho kịp. Huynh có chuyện gì không? Nà, có thật là tiểu thơ của mấy người không? Chuyện đó đương nhiên rồi. Nếu không tôi đâu có cổng cô ấy làm gì. Theo ta nghĩ, quần áo mà vị tiểu thơ này đang mặc, xuất thân của cô ấy nhất định là gia đình giàu có, so với các ngươi thì sang hơn nhiều. Còn nữa, cho dù khác biệt về thân phận, người hầu của gia đình giàu có cũng không ăn mặc tệ như mấy người. Còn nữa, tiểu thư giàu có mà ra ngoài nha thì phải ngồi kiệu, bên cạnh phải có a hoàng theo hầu. Ngược lại, cô ấy bị các người trói tay, do đó nhất định là cô ấy bị các người bắt cóc, đúng không? Các người muốn làm gì? Thả cô ấy ra. Người muốn chết sao? Đứng lại. Chết cô này nè. Đứng lại. Đi lại. Hmm?
mau lên. Ê, chậm chút. Ê, có chuyện gì? Có phải các vị đang tìm một người khoảng 15-16 tuổi, một cô gái mắt to tròn đúng không? Tại sao người lại biết? Tất nhiên ta biết rồi, ta mới vừa nhìn thấy rõ ràng mà. Nè, chỉ cần ngài tìm theo sợi chỉ này thì sẽ tìm được cô ấy. Giao cho ngài nha. Tốt lắm, ngươi đi theo bọn ta. Đi. Ê, 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 ta không đi, đi mà. Đừng mà. Đi, đừng đi, mà. Đi, đi, nè, đi, nè, đi, 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 đi. Đại tiểu thư, hẹp hò cho cô rồi. Các người là ai đây? Ngang nhiên dám vô lễ với ta. Ta cho các người hay, ta là con gái của các bà thái quý. Nếu cha của ta biết được chuyện này sẽ không tha cho các người đâu. Đang trong tay bọn ta, còn dám hăm dọa sao? Ngươi có tin? Ê, đại tiểu thư à, tôi cho cô hay, chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác với tôi, chúng tôi tuyệt đối không đụng đến một cọng tóc của cô đâu. Các người muốn ta hợp tác thế nào? Đơn giản thôi, viết một lá thư cho cha của cô, kêu cha của cô đầu hàng Bạch Liên giáo chúng tôi là được rồi. Bạch Liên giáo? Thì ra các người là Bạch Liên giáo sao? Đúng vậy. Ê, đây là cái gì? Ê, quên lùng ra đi. Hả? Nguy rồi, sợi chỉ trên bộ đồ của ả. Cái gì? Nguy rồi. Để tôi tìm. Ê, lần ra. Ê, các người chạy không thoát đâu. Chạy mau. Chạy mau. Cắn lưỡi tự tử hả? Tiểu thư, thuộc hạ tới trễ rồi. Hồ Xích tổng giáo đầu, đa tạ ngài. Người cứu tiểu thư thật ra không phải thuộc hạ đâu. Vậy thì là ai? À, chính là hắn đó. Hả? Ý? Ý? Là ngươi hả? Hả? Tất nhiên là ta rồi. Nếu không phải vì tiểu ca này nắm được sợi chỉ trên áo cùa, chúng tôi không thể nhanh chóng tìm thấy đi. Ê, không cần khách sáo, tất cả không cần khách sáo. Ngươi. Ê, cô đừng có mắc cỡ. Ê, thấy không? Cách của tôi hay quá đó. Vừa cứu được cô, vừa giúp trang phục của cô đổi kiểu nữa. Tôi thấy cô như vậy đẹp hơn nhiều. Ngươi. Ê, cô, sao cô đánh tôi chứ? Nếu tôi không nghĩ ra cách này á thì cô đã... Ngươi còn dám nói nữa? Tôi... Ê. Thôi đi. Có lẽ các người đã quen đền đáp ơn cứu mạng bằng cách này. Coi như tôi xui xẻo được chưa? Tôi đi nha. Nè, ngươi đứng lại. Ê, đại tiểu thư, cô vẫn còn chuyện gì hả? Ngươi định đi đâu vậy? Tôi muốn đi đâu, có cần báo với cô không? Ngươi... Tất nhiên về nhà rồi, tạm biệt. À không, là dính biệt. Sư phụ kêu ta tới Thọ Thiên Sơn, nhưng ta tìm khắp vùng này rồi. Ha,
Ta thật không ngờ cái hang động này lại kín đáo như vậy. Phiến đá này để lưu cơ đánh phá. Ý của nó là sao? Đã khắc dòng chữ như vậy, mình cứ làm thử. Còn tưởng là ai? Thì ra chỉ là một con khỉ. Ngươi mới là con khỉ, ta là Dượng Trắng. Ngươi biết nói tiếng người à? Dư Hơi, ngươi là ai vậy? Sơn nhân họ Lưu Tinh Cơ, từ Bá Ôn. Lưu tiên sinh đến rồi. Tôi được rồi, tôi được rồi, tôi được rồi. Ngươi nói vậy ý là sao? Chính trưng tử phòng nhà Hán, sau khi được bí truyền của Quỳnh Thạch Công, giúp Lưu Bang dựng Hán, sau đó mang thiên thư cất giữ tại đây. Năm xưa Dưỡng Trắng tôi vì tránh mặt kẻ thù lén vào hang đá này, như vậy có duyên được nhìn thấy thiên thư mới biết nói tiếng người, nhưng mà sau đó lại bị giam cầm tại đây. Lưu tiên sinh, ông xem, bao quyển này chính là thiên thư. Thiên thư thần bí tuyệt diệu, phải là người có duyên mới nhìn thấy được. Nghe ông đã phá được tảng đá lớn, lấy được thiên thư, chứng tỏ thiên thư thuộc về ông. Còn bức tranh này vẽ ngũ hổ đồ. Ngũ hổ đồ? Đúng vậy, ngũ hổ tượng trưng cho ngũ hổ tướng, và cũng là năm người có thể phò tá chân mệnh thiên tử. Mỗi tìm được một người, con hổ trong bức tranh sẽ biến thành hình người. Đến lúc cả năm con hổ biến thành hình người, và cũng là ngày chân mệnh thiên tử khởi nghĩa. Thì ra là vậy. Bạch Viên, cảm ơn người đã cho ta biết những chuyện đó. Giữ lại, giữ lại, Lưu Cơ sẽ thả đi. Lưu tiên sinh đến rồi, ông mau thả tôi ra. Ông làm gì vậy? Thật không ngờ chưởng pháp của ta mà không thể chặt đứt sợi xích này. Nếu có thể chặt đứt, tôi đã tự cứu mình rồi. Lưu tiên sinh, ông nhìn phía sau kìa. Bên kia chỉ là một tảng đá thôi. Đúng vậy, nếu ông thật sự là Lưu Cơ, ông phá tảng đá để bước vào thạch thất, ông nhất định phá được tảng đá lớn này. Chẳng lẽ trong thạch thất có báo vật hay sao? Phải phải, chỉ riêng Phục Ma Kiếm trong thạch thất mới chặt đứt được dây xích. Nhưng mà Phục Ma Kiếm phải tự chọn chủ nhân, tôi vẫn chưa biết ông có phải là chủ nhân của nó không. Phục Ma Kiếm ơi Phục Ma Kiếm, nếu Lưu Bá Ôn ta không thể sở hữu ngươi, làm sao phò tá chân mệnh thiên tử quét sạch quân giặc để cứu ba tánh thiên hạ đi?
Phục ma kiếm quả nhiên uy lực vô cùng, có thể chặt đứt sợi xích. Bạch Viên, ngươi được tự do rồi. Đa tạ. Tôi tự do rồi, tôi tự do rồi. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Không cần. Ngũ hổ thiên tử hiện, ý của nó là sao? Chẳng lẽ cho ta biết phải chờ sau khi tập hợp ngũ hổ thiên tử mới có thể xuất hiện? Vậy nếu như ý trời cho ta lấy được ba quyển thiên thư này, vậy ta cần phải nghiên cứu cho kỹ. Phải rồi, bây giờ ta phải tới huyện Trung Ly xem thử có thể tìm được gì. Trung bá ca, Trung bá ca, Trung bá. Má Tu Anh. Thế nào hả? Ta làm mũi sợ à? Hả? Đáng ghét. Làm hại mũi sợ muốn chết luôn. Nè nè nè, nuốt nước miếng của ta. Mũi sợ sợ hả? Mũi không chịu đâu. Hả? Được được được, ta hứa với mũi sau này không nhát mũi nữa, ta sẽ hết lòng bảo vệ mũi, được chưa? Ê, mũi đoán ta mang gì tới cho mũi nè. Lá gì vậy? Mũi xem. Quynh nhìn họ kìa. Ê. 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 Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. À, chúng ta chơi trò làm hoàng đế đi. Tôi làm hoàng đế, Tú Anh qua làm hoàng hậu. Tôi không làm hoàng hậu của huynh đâu. Cô không làm hoàng hậu của Đại Ngu? Không lẽ không lẽ cô định làm hoàng hậu của Đậu Ghẻ hay gì? Quynh nói bậy. Thôi đi, thôi đi. Nhanh lên, nhanh lên, qua bái kiến hoàng đế nè, nhanh lên. Ý, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người nhìn Đại Ngu đi. Quynh ấy tay to mặt lớn, nhìn sơ qua là biết có phúc rồi. Vậy tôi bái kiến trước nha. Tay to mặt lớn, theo tôi nghĩ mặt mày ngơ ngáo thì có. Đại thần Tiểu Hổ bái kiến hoàng đế. Tiểu Hổ bình thân. Tạ hoàng đế. Đầu ghẻ, sao không qua đây quỳ bái hả? Quỳ huynh không nên đâu. Tại sao vậy? Tại vì không thể tùy tiện quỳ bái được,
Nếu như tôi mà quỳ bái thì Điện Ngưu sẽ trở mình dẫn đến động đất đó. Tôi không có tin huynh đâu. Bái đi. Phải rồi, bái, 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 bái đi. Đúng rồi, đi. Phải bái thật sao? Đương nhiên rồi. Nè, tôi nói rõ từ đầu nha, không ai huynh bị té nhào á, huynh không được mét cha huynh đó. Tôi không có mét. Được, bái thì bái. Tôi nói rồi mà, tên này huynh tin chưa? Tôi không có tin đâu. Thang bà. Hả? Tới lượt cậu kìa. Tôi à? Thôi đừng. Tôi nghĩ nên cho đại ca tôi làm hoàng đế thì hơn. Đúng vậy, cho đầu ghế làm hoàng đế, chúng ta cùng nhau cho hắn té nhào luôn đi. Được. Cho hắn té nhào luôn. Được. Đúng rồi đó. Ý, coi kìa, coi kìa. Chúng canh gia bình thân. Tạ hoàng đế. Tại sao hắn không té nhào vậy? Kỳ lạ gì? Thế chưa, chúng ta quỳ không sao, huynh ấy chính là hoàng đế đó. Cũng được, cho dù đầu ghẻ là hoàng đế. Vậy thì chúng tôi quỳ lại cả buổi rồi. Huynh phải phong chức gì cho chúng tôi chứ. Phong thưởng đi chúng tôi đi. Phải phong thưởng cho chúng tôi á. Phong. Được rồi. Trẫm bây giờ sách phong cho các khanh. Mã Tú Anh. Hả? Có. Trẫm phong cho nàng làm hoàng hậu. Tạ hoàng thượng. Chúc mừng hoàng hậu luôn. Quá đẹp quá đi. Thăng hoa thính phong. Tôi hả? Hoàng thượng. Trẫm phong cho khanh làm đại tướng quân. Hả? Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng dạng tế. Hoàng thượng, hai người đó đã được phong rồi. Vậy tôi và tiểu hổ đâu hả? Đúng vậy, còn chúng tôi làm gì? Mau lên phong đi. Được. Trẫm phong cho các ngươi làm đại thái giám theo hầu bên cạnh trẫm. Đại thái giám. Trời ơi. Của tôi sao lại biến mất rồi? Tôi cũng vậy luôn nè. Mẹ ơi, con mất tiêu rồi. Dừng lại đi. Tôi chỉ đùa thôi mà. Quay lại. Họ bỏ đi rồi. Theo mọi nghĩ, huynh hư lắm đó, chỉ biết chế nhạo người ta thôi. Quan hậu đáng đời cho họ, ai biểu họ bắt hoàng đế quỳ bái. Phải rồi. Thăng hoa. Thăng hoa đại tướng quân nói có lý, trẫm sẽ thưởng cho. Quay rồi. Hả? Đột nhiên mùi sực nhớ, thẩm thẩm của mùi nhận công việc khác cho mùi. Mùi còn nhiều quần áo cần phải giặt, mùi đi về trước nha. Ê Tú Anh. Ê Tú Anh, chúng tôi đi. Phong.
Hôm nay ta đánh con chết, cho con chết nè. À đồ thúi, đồ ăn hại này. Ta đánh chết con, đánh chết con, đánh chết con, đánh chết con, đánh chết con. Cái đồ ăn hại, đồ vô dụng, đánh chết con. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nàng đánh như vậy sẽ đánh chết nó đó. Chàng có biết hay không, hôm nay thiếp kêu nó đi giặt quần áo cho viên ngoại. Con a đầu này thừa cơ hội trả thù, đã làm mất hết quần áo rồi đó. Mất hết rồi, vậy... Vậy cái gì? Vậy thì phải đền tiền đó. Làm như vậy không chỉ uổng công, lấy tiền đâu mà đền cho người ta. À, thiếp biết rồi, nó là cháu gái cưng của chàng, nó quan trọng hơn thiếp. Được, thiếp đi. Vậy Thẩm Thẩm, đây là lỗi của con. Thẩm chửi con, đánh con hay phạt con cũng được, xin Thẩm đừng có bỏ đi mà. Có một số người không nghĩ như vậy. Thôi đi nương tử, Tú Anh nó đã nhận lỗi rồi, nàng đừng giận nó nữa mà được không? Muốn thiếp không giận cũng được, nhưng mà Tú Anh phải hứa với thiếp mãi mãi cũng đừng gặp tên đầu ghẻ đó nữa. Con... Nàng... Nói đi. Con sẽ nghe lời của Thẩm Thẩm. Vậy mới ngoan chứ. Nào nào nào, Tú Anh, Tú Anh là ngoan nhất. Thẩm Thẩm biết con hiểu lý lẽ lắm. Con nghĩ xem, những cô gái mà tốt số đó nha, cỡ tuổi như con thôi, đã là mẹ của mấy đứa con. Ai, con và Đại Ngưu là đôi bạn chơi thân từ nhỏ. Đại Ngưu rất là yêu thương con. Điều quan trọng hơn là cha mẹ của hắn không chê bai con. Cho nên á, Thẩm Thẩm đã làm chủ luôn, đã hứa gả con cho Đại Ngưu rồi. Thẩm Thẩm, con không lấy hắn, con không lấy hắn, con không lấy tử. Hắn. Cái gì mà con không lấy hắn? Thẩm đã hứa với người ta rồi. Nương tử, nàng kêu Tú Anh lấy Đại Ngưu, lẽ ra nàng phải hỏi ý kiến của nó chứ. Sao chàng lại nói như vậy? Chàng bị bệnh hay sao vậy hả? Thiếp nghĩ nha, nếu như Tú Anh mà lấy hắn, đó sẽ là phúc phận của Tú Anh, chàng hiểu không? Thẩm Thẩm, con gian xin Thẩm. Thẩm kêu con làm gì con cũng đồng ý. Con xin Thẩm đừng ép gả con cho Đại Ngưu. Con nói gì cũng như không. Ta không có ở không ở đây đôi co với con làm gì đâu. Chuyện này không tới lượt con quyết. Còn nữa, ta cho con hay, sau này nha, con mãi mãi cũng đừng hòng gặp được tên đầu ghẻ. Nếu con mà dám gặp hắn, ta đánh gãy chân của con đó. Thu Anh, đi. Bọn phản bội hội chủ các ngươi, nói gia quyến các ngươi trốn đâu hết rồi? Tốt,
Tốt lắm. Các người không nói chứ gì. Không có sao. Nhưng mà ta hy vọng kiếp sau các người được đầu thai, không nên theo hội chú. Bởi vì hoàng thượng đã có lệnh phải giết hết những người hội chú trên thế gian này. Sao lại như vậy? Họ là do tổ tiên truyền cho con cháu. Sao các người lạm sát kẻ vô tội? Tên tiểu tử này theo hội chú hả? Bổn thiếu gia họ Trần không phải họ Chu. Cậu quen, ta không thể chấp nhận các ngươi ăn hiếp kẻ vô tội. Lập tức giết hắn đi. Phóng tiễn. Mau thủ tiêu bọn người này cho ta. Bụi bắt hắn. Đuổi theo. Thiện nam tử, nhược hữu quốc thổ chúng sinh, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả. Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân. Quân sao vậy? Tôi nhìn thấy quân Nguyên giết người, nhất thời tức giận, muốn ra tay cứu người, nhưng mà nào ngờ. Hả? Ý quân là quân bị đuổi giết. Quân đừng chết. Quân tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi mà. Hải quý, hắn chạy theo hướng này nè. Nguy rồi, quan binh đang đuổi theo. Nếu như để họ bắt được hắn, như vậy tên chăn trâu như tôi cũng bị xui lây. Tính sao đây? Sao hả? Ngươi định làm gì đây? Tôi các vị quan gia, các vị đừng đi qua đó. Đàn trâu của tôi nhát lắm, các vị đừng làm chúng hoảng sợ nha. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy một người bị thương chạy ngang qua đây không? Thái quý, hình như bên đó có người. Hả? Làm gì có ai? Bên đó rõ ràng là con trâu của tôi đang nằm mà. Tới xem thử. Các vị định làm gì? Các vị đừng làm hại nó nha. Các vị đừng làm hại nó mà. Nè. Ôi. Chẳng qua chỉ là con trâu thôi, sợ cái gì? Thái quý, chúng ta mau đuổi theo. Tôi. Tiểu tử, ngươi theo họ gì? Tôi. Trời ơi, thái quý à, cho dù hắn hỏi chú, nhìn bộ mặt sa sút của hắn đi, sao tạo phản được chứ? Chúng ta lo đuổi theo là vừa đó. Mau lên. Mau đi. Chuyện này thật khó hiểu. Rõ ràng là một con người đang nằm đây mà, nhưng mà mình lại nói dối, cứ nói là một con trâu. Như vậy cũng tốt. Nè, mau dậy đi. Bọn họ đi rồi, mau dậy đi. Nè. Hả? Trời ơi, hắn bị thương rồi. Vậy hả? Có cách. Trùng bác đâu? Chẳng phải hắn đã hứa đến đây rồi sao? Tôi đâu có biết đâu. Thằng Hòa, cậu, chính cậu nói hôm nay trùng bác giúp Trương Viên Ngoại chăn trâu đến chỗ này cho trâu ăn mà. Vậy hắn ta đâu? Tại sao không thấy hắn ở đâu hết vậy? Hả? Đúng vậy, rốt cuộc cậu có biết hắn đang ở đâu không? Tôi đã hỏi người nhà của Trương Viên Ngoại, chính họ cho tôi biết chỗ này đó. Vậy hắn đâu rồi? Ê, bên kia có con trâu đang ăn cỏ, chắc chắn đại ca đang ở đó. Đi. Đi. Ừ.
đau. Quỳnh tỉnh rồi hả? Vết thương của Quỳnh sao rồi? Chính Quỳnh đã cứu tôi sao? Cũng không thể nói là cứu. Quỳnh bị ngất giữa đường, đúng lúc đàn trâu của tôi đang che tầm nhìn họ, cho nên họ không phát hiện được và họ bỏ đi rồi. Sau đó tôi sợ họ quay lại chỗ cũ tìm Quỳnh, cho nên đã đưa Quỳnh tới hang động này á. Nè, Quỳnh cứ yên tâm, hang động này á, ngoài tôi ra không có ai biết chỗ này. Quỳnh sao vậy? Không ngờ Trần Hữu Lượng tôi cũng nhờ người ta cứu giúp. Ê, tôi nói rồi mà, không phải vậy. Đúng rồi, Quỳnh tên họ là gì? Tôi tên Trùng Bác, bạn bè của tôi gọi tôi là Đầu Ghẻ. Ê, Quỳnh từ đâu tới vậy? Sao lại tới đây? Đại ca, Hoàng đế Đầu Ghẻ, Quỳnh đang ở đâu vậy? Quỳnh đang ở đâu đại ca? Hoàng đế Đầu Ghẻ đang ở đâu vậy? Họ là bạn cùng làng với tôi, chúng tôi thường xuyên chơi giả làm hoàng đế, cho nên họ mới gọi tôi như vậy đó. Những người gọi Quỳnh họ là ai? Họ là bạn thân của tôi, có cả Thang Hòa, vị đại quân cho tôi phong. Nghe Quỳnh nói rất có lý, vậy Quỳnh phong cho tôi làm gì hả? Quỳnh thấy Quỳnh ăn mặc như vậy cũng đẹp, phong cho Quỳnh làm dương đi. Dương? Tôi không làm dương đâu, sư phụ nói tôi sẽ làm hoàng. Hoàng gì hả? Không có gì. Trần Hữu Lượng, nếu Quỳnh thấy khỏe lại rồi, vậy theo tôi ra gặp Thăng Hòa họ đi, bọn họ tốt bụng lắm. Vậy đi thôi, đi. Hoàng đế Đầu Ghẻ, Quỳnh đang ở đâu vậy? Quỳnh đang ở đâu vậy? Đại ca, mau qua đây coi nè. Trọng bác, qua đây. Cậu đỡ tôi lên đi. Quỳnh đang ở đâu vậy? Đại ca, Trọng bác à? Đại ca, Trọng bác, Trọng bác, đại ca. Đại ngu à, con nhìn thấy Trọng bác đâu không hả? Trọng bác không có nhìn thấy. Đang đâu vậy? Chỉ nhìn thấy mấy con trâu thôi. Đại ca, cái tên Trọng bác đáng chết này. Trọng bác, tự hỏi à? Hắn ta muốn làm hoàng đế. Kêu hắn đến gặp tôi nha. Quỳnh đang ở đâu vậy? Được. Dậy mấy trời. Đại ngu à, Quỳnh không sao chứ, đứng dậy đi. Cái tên tiểu thư thúi này. Trùng bác, đau quá. Trùng bác, không phải tôi mà trời, không phải tôi mà. Đại ca, Thăng Hòa bái kiến hoàng đế. Miễn lễ. Trùng bác, hắn là ai vậy? Người này là bạn thân của tôi á. Nếu vậy chúng ta có thêm người chơi chung rồi. Ai thèm chơi chung các ngươi? Hả? Ê nè, Quỳnh không nên nói vậy nha. Quỳnh chơi chung với tôi đi. Ê, Trùng bác à, nếu như bạn thân của Quỳnh đã đến đây rồi, vậy chúng ta có thể đi chơi chung cho đã luôn ha. Thôi được. Hay là chúng ta làm thịt một con trâu. Một trâu gì? Ăn thịt trâu. Thăng Hòa tướng quân. Hả? Hoàng thượng, mau đi chuẩn bị ngay. Tuân lệnh. Mời. Đi. Hoàng thượng, tôi không có dao, sao làm thịt con trâu được? Không có đau. Đúng, không có đau. Vậy bây giờ làm sao đây? Giờ sao? Kìa, tính sao bây giờ? Đau bên đó kìa. Thăng Hòa tướng quân, mang qua lấy đi. Đúng rồi, tuân lệnh. Đầu của Trùng Bác có vấn đề rồi đó, đúng không? Hoàng thượng, đâu đây rồi? Khanh làm giỏi lắm. Chỉ có cọng lát làm sao mổ trâu được. Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng rồi. Nè, Thăng Hòa, mau làm thịt trâu để tuần đãi khách. Dùng cọng lát để mổ trâu, gạt đứa trẻ 3 tuổi sao? Hơi
Không lát cũng có thể mổ được trâu. Trông bác à, Quỳnh chết chắc rồi. Lão Di Ngoại sẽ bắt Quỳnh đền con trâu đó. Ôi, đại ca, tính sao đây? Chúng ta nên làm sao đây? Làm sao đây? Vậy, ấy, mau chóng mang con trâu đi chôn đi. Không được đâu, chúng ta làm vậy sẽ thiếu mất một con trâu. Nếu mất con trâu, đại ca sẽ đền cho lão Di Ngoại đó. Không được. Giờ phải làm sao đây ta? Tính sao đây? Sao lại như vậy chứ? Làm sao bây giờ? Ê, có cách. Ê, hả? Qua đây. Sao đây? Nghe kỹ nha. Một lát nữa thì hả? Nhớ chưa? Hả? Được. Trâu ơi! Liệu có lộ tẩy không đi? Hãy, Quỳnh yên tâm đi. Trâu ơi! Trọng bác, mau gọi người đến phụ đi. Tôi đi mau đi. Tôi không đi mau lên. Ấy nè, con trâu bị lọt xong rồi. Mọi người qua phụ đi. Qua phụ một tay đi. Lên không may mà kéo lên được thì sao? Ê, không được đâu, tính sao giờ? Các cậu có tội không nhảy xuống sông kéo con trâu lên đi. Trâu đang chìm kìa. Tạm biệt. Đi xuống sông thì nó chết chìm. Đến đây. Quỳnh ấy không có làm mất trâu. Tự con trâu đồ xuống tắm thôi. Mọi người có thể làm chứng mà, đúng không? Phải, tôi nhìn thấy mà. Cho nên không thể trách Quỳnh ấy. Ngươi là ai vậy hả? Tên của tiểu gia là Trần Hữu Lượng. Sao hả? Sợ chứ gì? Chưa nghe qua. Không cần biết như thế nào, chuyện này không thể trách Quỳnh ấy. Nếu không thì tôi gặp người nào cũng nói hai vợ chồng các người khắc khe ngược đãi, giả lại còn vu khống buộc tội cho Quỳnh ấy. Sau này xem ai dám làm thuê cho các người. Đúng rồi. Ngươi chồng bác, ngươi nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần chăn trâu nữa. Hả? Đúng vậy, ta không cần ngươi nữa. Không cần ngươi nữa. Phu nhân, Di Ngoại. Phu nhân, kỳ vậy. Đại ca, Quỳnh không còn việc nữa, tính sao đây? An, nói chung thịt trâu đã nằm gọn trong bụng chúng ta rồi. Còn việc làm sau này sinh sẽ có thôi. Ê, nè Trần Hữu Lượng, đa tạ Quỳnh nha, vừa rồi đã nói giúp tôi. Không có gì, vì Quỳnh cũng từng cứu tôi, chúng ta không ai nợ ai hết. Hết, được rồi, bây giờ chúng ta đang no rồi, có thể chơi tiếp. Đi thôi. Mọi người cứ chơi tự nhiên. Tôi phải đi ngay. Cái gì? Quỳnh phải đi ngay à? Tôi có việc quan trọng cần phải làm, không chơi với các người nữa. Đi nha. Đừng bỏ đi mà. Chị là sao hả? Con người này cá tánh lắm chứ.